Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ đến chợ Costco đi mua những vật dụng gia đình và thức ăn nha các bạn. Bây giờ chạy xe tới chỗ này một đoạn, sau đó mình sẽ đậu xe vô đây rồi vô chợ mình quay từng món đồ cho các bạn xem cho vui nha. Thì đã đậu xe rồi đó, bây giờ tới chợ rồi các bạn, tới liền ngay lập tức luôn ha. Rồi, tivi nè, 1.200, 79 đô. Quá chừng là tivi. Tivi này thì bao nhiêu inch nè? Bao nhiêu inch? 65 inch đó các bạn. Thì màn hình rất là mỏng ha, ở ngoài sau rất là gọn gàng, hơi cong cong chút xíu thôi. Đó, rất là đẹp. Còn đây là cái tivi khoảng 2.700 đô. Nhìn cái tivi cũng đẹp quá ha. Đó, còn trang trí ngay cái lò sưởi nữa. Thì hôm nay á, tivi hay là vật dụng hay là thức ăn cũng giảm giá nha các bạn. Đó, các bạn nào thích đi chợ giảm giá ở Costco thì hôm nay vô Costco rất là nhiều đồ giảm giá, cho nên mình thấy hôm nay người ta đi rất là đông, quá chừng là tivi luôn. Mình thích cái nào thì mình kéo về một cái. Ở đây là cái dụng cụ để mình kết nối wifi. Đó, rất là tốt. Rồi ở đây máy tính để bàn này các bạn. Bên này nữa, nhìn sắc sảo dễ thương đẹp đó. Muốn thì lấy một cái về nhà. Cái máy tính này là laptop nè các bạn, khoảng 900 đô một cái đó. Hôm nay có mấy cái laptop người ta giảm giá đó các bạn, từ 100 đô cho đến 200 đô được bớt đó. Nhớ vô chợ mua nha. Thì hôm nay mình đi chợ mình quay kỹ kỹ một chút xíu về máy tính cho các bạn nào rất là thích về máy tính để bàn rồi máy tính xách tay, các bạn xem cho vui nha. Đó, mình quay. Đó, cái hiệu này cũng bền lắm nè, đeo nè, quá bền luôn ha. Rồi hồi trước mình cũng có một cái mình xài lâu lắm mới hư, công nhận cái hiệu đeo tốt thiệt. Rồi ở đây cái này có 469 đô thôi, quá chừng máy tính. Đó, mình quay một lượt cho các bạn xem. Cái máy tính này hơi rộng nè, màn hình rộng quá chừng nè. Đó, mình thử xem sao. Đẹp quá ha. Thì cái này khoảng bao nhiêu tiền? Cái này khoảng 700 đô một cái thôi các bạn. Rất là nhiều laptop, rõ ràng, đẹp. Chắc bữa nào cũng mua một cái về ngồi làm video cho các bạn xem, đi đâu xách theo rồi làm luôn ha. Đó, lại nó nhanh. Còn mình làm máy tính để bàn, lâu lâu mình về nhà mình làm. Mua một cái mới được ạ. Bữa nào ghé vô mua, bữa nào giảm giá nhiều á vô mua. Đó, còn đây là máy chụp hình hiệu Canon. Đó, cái hiệu này là mình đang sử dụng quay đó các bạn. Nhưng mà cái máy của mình nó gọn gàng, nó nhỏ hơn. Còn cái máy này thì nó lớn hơn đó các bạn. Máy của mình nhỏ chút xíu thôi. Rồi ở đây nữa nè, cái máy này thì rẻ hơn. Máy kia tới 1.300, cái máy này có 500 đô thôi. Máy này 1.300 nè các bạn. Đó, đẹp quá ha. Mua một cái về đi chụp hình mùa thu nè, mùa xuân nè, rồi mùa đông nè. Mấy máy này chụp hình đẹp lắm, mà không biết quay phim như thế nào. Đó, cái ống kính thiệt là dài. Wow, đẹp quá. Mình rất là mê những cái máy có ống kính dài, cầm vô không biết chụp cảm thấy rất là thích thú, nhưng mà không biết mình chụp có đẹp hay không. Đó. Quay tới máy tính nè, chỗ bán kim cương. Đang đi bộ thì ông xã nói đi xuống dưới này thử cái ghế, mua cái ghế để ngồi làm video. Đây, ông xã biểu mình thử cái ghế này, xem cái ghế này có ngồi với em không. Mua tặng cho mình cái ghế này để mình ngồi mình làm video cho các bạn xem nè. Ngồi đây. Để xem có thoải mái không. Cũng đã lắm các bạn. Ngồi cũng êm lắm á. Để thử coi ghế này. Ok ha, lấy ghế này 170 đô đó các bạn. Anh qua với em đoạn coi có lắc được không.
Mà sao nó có lên xuống nó lắc nó lại hả? Nó làm sao? Nó chỉ lên xuống thôi. Vậy thôi hả? Không có ngồi dựa ra được hả? Dựa ra không được hả? Nè, bên này cái ghế này để làm cái gì? Đây còn đá đây nè. Nè các bạn, những ghế nè. Cái này nè. Muốn bật lên thì bật, muốn bật xuống thì bật nha. Không học kìa. 170 đô mắc quá vậy, thôi ngồi ghế ở nhà được rồi đó. 170 hả? Lấy hả? Lấy chi? Em đâu thích đâu. Em sẽ lấy kìa. Thank you đó. Hỏi lấy làm chi, tặng em á hả? Thấy ghê không? Ông xã nói không lấy ghế, ông cũng lấy. Ông nói lấy tặng em. Còn ghế, sao không lấy ghế này anh? Ghế này đẹp nè. Ghế này là ghế lưới nè, mình ngồi cái này thoáng ha. Ghế đẹp chứ bộ. Đó các bạn, thấy đẹp không? Ngồi ha. Ok không? Ok không các bạn? Ngồi cái ghế này thôi. Cái ghế kia nó bộ em hơn, cái ghế này nó cứng quá à. Cái ghế mà mình ngồi nãy này mình thử là mình mua nè các bạn, khoảng 169 đô, 170 đô ha. Đó, mua ghế ngồi cho khỏi đau lưng ha. Máy nổ rồi, đủ thứ máy hết trơn á, mình không có rành mấy cái máy nè, còn nhiều thứ nữa. Thôi mình đi tiếp tục, mình quay cho các bạn xem nha. Nè, tôi bán áo quần nè, bây giờ mùa đông sắp tới rồi, tôi bán đồ ấm áp đó, mấy cái ghế nè, nho nữa nè, mua nho cứ ăn chưa hết lại mua nữa đó, nho này các bạn, quá chừng là nho ha, nho xanh nè, trái dài nè, ngon nè, mua hộp về ăn đó, đi chợ lúc nào thấy nho cũng mua. Nho xanh lại mắc hơn nho tím nè. Nho đen nè, nho đen rẻ hơn các bạn. Nho đen ăn lại ngọt hơn, phải lấy nho đen. Nho đen có 5 đô rồi. Các bạn thấy không? Đó, đâu rồi. Nè, nho đen chỉ có 5 đô thôi, còn nho xanh lại 7 đô mấy. Mình lấy hộp nho đen ăn được rồi. Ở nhà cũng có nho, mà ra chợ thấy cũng mua nho. Đi chợ thấy rẻ thì mua. Nè, ông xã nè. Đó, ông đi mua dầu ăn nè. Dầu này là dầu ô liu đó các bạn. Dầu này mình để mình lấy thêm cái xe này. Mua bóng đèn chi vậy? Mua bóng đèn nè, rồi mua dầu ăn. Mình mua được hộp nho. Đây, bây giờ người ta bán bánh nè. Đó, pumpkin pie nè. Mấy bánh nè ăn ngọt lắm. Một cái gì ăn ha. Bánh này bánh gì anh? Ngon không? Thích mua một cái không? Cái bánh pumpkin pie này rẻ nè các bạn. Cái có 5 đô. Ăn không? Pumpkin pie. Cái này mắc hơn, cái này 14 đô nè. 14 đô một cái bánh các bạn. Ngọt lắm. Mua thử cái bánh này về ăn ha. Có 5 đô à. Mà phải mua cái loại kem. Giờ làm sao? Cá nè các bạn. Ngon ha. Miếng này khoảng 19 đô đó. Xem. Miếng cá này mua về nấu canh chua ăn ha. À. Mua cá này nè, về nấu canh chua ăn ngon nè các bạn. Ướp sả, chiên sả cũng ngon lắm đó. Cá salmon. Salmon này loại nhỏ nè, loại này thì người ta bán rẻ khoảng 4 đô nửa ký đó các bạn, khoảng 80 ngàn nửa ký ha. Wow, ở đây người ta có bán cua hoàng đế.
quá chừng nè. Ngon ha. Cua nè, cua này chắc ngon á. Chừng này hai con khoảng 30 đô, hơn 30 đô đó. Mà thôi, mình bữa nào mình đi ra chợ mình mua cái cua mà nó còn bơi đó, cái mình về mình ăn ha, mình làm món gì đó mình ăn nói chuyện các bạn. Ở đây cua nó cũng mắc nhưng mà nó đã hóc lên rồi, ăn nó không có còn ngon nữa. Đó, quá chừng nè, cua hoàng đế nè, ngon chưa? Đó, một dĩ về thì khoảng 22 đô 99 sen. Nó một dĩ, một dĩ này khoảng 45 đô, nửa ký khoảng 23 đô đó các bạn. Đó, ngon chưa? Hấp dẫn, hấp dẫn quá chừng. Đủ thứ loại cá hết. Làm chả nấu bánh canh ăn ha. Mình cá này mình mua về mình kho ăn. Ok, đi chợ hôm nay mua cá. Vỉ này thì khoảng 12 đô. Một hao khoảng 5 đô. 5 đô nửa ký. Ông xã mình lấy một xe, còn mình lấy một xe. Mua bánh nè. Hôm nay mua mấy cái bánh này, mấy đứa nhỏ rất là mê. Đi nhỏ thích bánh này lắm. Chỗ này là chỗ làm bánh nè. Ta làm đủ tất cả các loại bánh. Đó, ngon chưa? Bánh này bánh gì đây? Làm đủ thứ, người ta trộn vô trong này, người ta gói lại nè. Khi nào mình làm được mấy cái bánh này nha. Ngon quá chừng. Có ngon không? Một miếng này thì khoảng 5 đô. 5 đô một cái bánh. Mua nhiều rồi không biết nên mua không. Bánh mì này các bạn nhìn ngon ha. Đó, mới làm ở đây còn nóng nữa đó. Bánh này mới trong ngày nè các bạn. Wow, nhìn cái bánh ngon chưa. Bánh táo nè. Bánh này thì khoảng 12 đô. Hay đổi cái bánh này ăn đi ha. Bánh này là táo ở trong đó. Này hà khoảng 2,5 kg đó các bạn. Năm thao mấy đó. Quá chừng. Bánh táo này, cái loại này nó nhỏ nhỏ nè, ngon ha. Mời thử hộp không? Wow, bánh mì nè. Wow, còn nóng các bạn ơi. Nóng, lấy một bịch gì ăn nè. Nóng hổi luôn. Wow, thiệt là ngon nha. Nóng quá chừng. Đó, hôm nay lại mua bánh. Bánh mì. Thôi mua chừng đó thôi, mua nhiều ăn có hết đâu. Cái bánh này nó mới làm nó còn nóng hổi nha các bạn. Thôi chắc mình hên thôi. Chắc em không mua đồ xịn đâu. Thôi các bạn, chắc mình đổi cái bánh này đi. Mình không lấy bánh này nữa, mình bỏ lại ở đây ha. Lấy cái bánh táo vậy ăn cho nó ngon. Bánh này nó phải ăn với cái kem đó. Thôi, ăn với cái kem đó, nó ớn lắm. Lấy cái bánh táo này ăn ok này. Hạt ốc chó các bạn. Sô-cô-la bọc hạt ốc chó. Caramel. Yeah. Ngon quá chừng. Mấy đứa nhỏ lại không thích mấy cái hạt đó. Mình tìm. Wow, bánh mì chuối nè. Mình biết làm mấy cái bánh này nè các bạn. Làm ngon lắm đó. Bữa nào mình chia sẻ cho các bạn xem ha. Đó, bánh mì chuối. Tất cả bánh mì nhìn hấp dẫn thiệt. Quá chừng ngon. Wow, ngon ha. Lấy cái hộp này đi. Đổi cái bánh pumpkin lại. Pumpkin là ít bữa nữa mình ăn. Hộp này thì khoảng 8 đô la. Ok. Cái hộp này ha, nguyên dãy bánh ngon hấp dẫn gì nè. Mấy đứa nhỏ thích mấy bánh cookie này lắm nè. Mà ở nhà mới mua đó các bạn, còn ở nhà cho nên không mua nữa.
Ở đây cũng một loại bánh. Bánh gì đây? Đây là bánh cherry nè. Đó, nhìn ngon chưa? Thì mình tới mình mua những loại nào mình thích thôi, chứ loại nào mình cũng lấy về thì mình ăn không hết các bạn. Đó, quá ngon luôn ha. Nè ha, đủ loại bánh hết trơn á. Làm công phu ra đây, người ta để chắc ra đây một mớ đó. Mình thích mua loại nào đó mình mua lấy về. Chanh, nguyên một bịch chanh có 8 đô. 8 đô là chanh bự các bạn ha. Thấy cái chanh không? Cái nào trái nó bự thì bự. Đó, lấy bịch chanh về ăn. 8 đô một bịch thôi. Còn trái thơm, trái thơm nè, 2 đô 99 sen một trái thơm. Đó, khi nào mình mới trồng được trái thơm ha. Cái nào có thì mình không có chứ. Cái gì mang cái thì mình có cần cắt không ha? Bịch chanh. Ok. Ồ, bánh mì ngon quá. Mẹ mình bánh mì ăn đi rồi tí nữa tính tiền ha. Còn nóng. Nóng quá chừng. Ông xả xé ra. Xé cái bịch xé nổi này, phải lấy chìa khóa xé này. Wow, nó còn nóng hổi luôn á nè. Để chồng xả miếng mình miếng. Dịnh cho em bẻ cái. Wow, nó còn nóng lắm các bạn, ngon lắm á. Ăn rồi tí rồi đưa cái bịch tính tiền sau ha. Đi lòng vòng xem có gì mua nữa không. Coi người ta lợi dưa hấu này các bạn. Đó. Bưởi nè, bưởi đỏ của Mỹ nè. Các bạn thấy không? Mùa táo thì người ta bán táo nè, nhìn thấy đã chưa? Đó. Ở nhà mình có táo ăn chưa hết các bạn, không có mua. Hộp vậy thì từ 7 đô đến 15 đô. Một bịch le có 7 đô thôi à. Nhà còn trái cây không mua. Thịt rất là nhiều thịt. Không. Đáng nhiên cả giải nhiều thịt là thịt bánh tươi. Tươi ngon ha. Khoảng 3 đô một kho. Mỗi này đi ha. Một cái sườn này đi. Ok, dĩ này khoảng 15 đô thôi. Rẻ. Mình xả mình mua tôm thì mình mua khoảng 4 bịch. Mỗi lần đi Costco. Bỏ đây chỗ này nó đông đá đó các bạn. Rồi mấy đứa nó ít ăn chuối, mua bịch chuối sấy về cho nó ăn. Bịch chuối sấy khoảng 7 đô mấy nè. Này gì sấy đây, xoài sấy nè. Con món gì ngon đây? Hi. This is banana and this is apple, ma'am. Okay.
Thank you. Thank you. They're right here in the front. Đó, ăn thử tá sấy khô này các bạn. Ngon. Apple sấy khô ngon các bạn. Để mình về mình sấy khô apple ăn ha. Chỗ này người ta cho mình thử thức ăn nè các bạn. Mình muốn thử tá rồi thử chuối cũng được. Đây, muốn thử một loại chuối nữa ha. Rất là ngon. Chuối này các bạn, chuối khô. Đó, mình mua bịch chuối rồi ăn thử nha, nó ngon không? Ngon lắm. Lấy thêm bịch táo nữa. Táo. Chuối ngon nè. Táo cũng ngon nè. Để xem bịch táo nó như thế nào. Đây. Táo đây. Ăn ok các bạn, ngon, lấy ha. Đó, 7 đô, 9 đô mà bớt 2 đô còn 7 đô ha. Rồi, thử 2 miếng lấy 2 bịch, ok. Rồi tiếp tục đi. Bên này. Rồi, mình đi tới chỗ hàng rau, mình mua ít rau. Chợ rất là rộng lớn các bạn. Sữa này là để uống ở nhà. Còn cái sữa này là mình để trong tủ lạnh uống ở nhà nè. Sữa này thì mình mang đi du lịch hay đi học thì mình uống các bạn. Ngon ha. Ở nhà mua cái bánh đi xà chưa nướng ăn nữa. Cái gì nhiêu tiền? Có 9 đô la. Wow, một cái ha. Ở nhà có một cái chưa nướng ăn nữa. Thôi mua về mất công. Nhìn cái hộp thức ăn ngon chưa? Có trộn phô mai, cà chua, thịt rồi rau quả trứng, nhìn ngon hấp dẫn nha. Quá ngon. Cái này tôm nè. Bán một hộp tôm về. Gà nè các bạn, nhìn ngon chưa? Đó. Sườn nướng nè. Ủa, nổ. Sườn 22 đô. 7 to mấy. 7 đô mấy. Có con gà là bán rẻ nhất. Con gà bán có 5 đô thôi. Thôi, không mua hôm nay ha.
nhà lạnh nè. Tìm bí ngồi nè các bạn thấy không? Bí ngồi người ta bán 6 đô 99 một bịch như vậy cũng rẻ ha. Organic đàng hoàng đó, bí vàng, bí xanh đầy đủ, ở nhà mình có rồi, mình không có mua. Mấy đứa nhỏ nhà mình thích cái loại rau này lắm nè, mua ha. Gừng, mua hộp gừng ha. Chen đâu? Các bạn ăn thử ngon ha. Cái hộp của nó này ha, cái hộp đẹp, bán đủ loại hết. Anh lấy thức ăn sáng cho con. Wow, cái bánh này ngon các bạn. Ăn cái bánh này ngon lắm nè, ăn thử đi. Nó có đủ đậu ở trong á. Ngon. Ngon. Mua hộp vậy ăn. Nó có cái đó hả? Lấy này cho con hả? We have the last one. Ủa cái đó là gì? Có cái cuối cùng thôi hả? Đấy hả? Đẹp quá đó. Lấy này đi ha. Chắc anh thích cái này á. Nè, lấy giùm em cái này đi. Hộp này bớt 2 đô nè các bạn. Đó, lấy hộp. Hộp nó bán nguyên cặp. Mình cho mấy đứa nhỏ, lỡ mình dậy mình làm thức ăn không kịp á, cho nó ăn sáng. Ui, cái bánh này ngon quá, phải mua hộp ăn. Bánh này rất là ngon các bạn ơi. Ăn thấy ngon quá cho nên mua. Awesome. Ông xã lấy ăn này. Đó. Ngon không? Đó, bà đang giới thiệu đó, rất là ngon. Mua thêm hộp nữa đi ăn. Cho Kevin nữa tập ăn mấy này tốt. Một hộp bao nhiêu? Một hộp. Đó, bớt 2 đô, 7 đô. 9 đô bớt 2 đô còn 7 đô. Rất là ngon. Ăn tiếp. Đó, cái bánh này ăn rất là ngon cho nên mua 2 hộp luôn. Tôi bỏ gạo lứt mè này, đủ thứ những cái hạt khô ta ép lại thành cái bánh này, ngon thiệt đó. Ăn rồi về tập làm luôn ha, làm cho con ăn, làm bánh. Sô cô la nè. Này có đậu phộng. Lấy loại nào không có đậu phộng thôi. Đây con mình hộp. Hạnh nhân là ngon quá các bạn. Lần đầu tiên ăn cái bánh này nó ngon thiệt. Loại hạt dẻ này ngon nè các bạn. Lấy bịch luôn ha. Tới mình lấy loại thuốc bổ cho con mình nè. Cái hạt này mấy đứa nhỏ thích đó. Kết thúc buổi đi chợ rồi các bạn ơi. Giờ mình chạy đi ra ngoài tính tiền. Tính tiền nè các bạn. Này tính xong rồi ha. Nhân viên người ta tính rồi, người ta sắp lên cho mình, là mình chỉ đem về nhà thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn xem video của mình, các bạn cảm thấy yêu thích thì các bạn nhấn nút đăng ký để cho mình làm những video mới khác mình gửi đến cho các bạn xem cho vui ha. Các bạn ơi, nhớ nhấn nút like giùm mình nữa nha. Nếu các bạn muốn chia sẻ video của mình đến cho mọi người cùng biết, các bạn chia sẻ giùm mình luôn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Tạm biệt các bạn.